Hello anh em, lại là mình đây, kênh YouTube Dòng Tiền Chứng Khoán. Tiếp tục chuỗi video hướng dẫn anh em định giá cổ phiếu hàng quý. Thì hôm nay đúng cái ngày công bố chỉ số PMI của ngành sản xuất Việt Nam bởi S&P Global 1 tháng 11 anh em. Đây anh em, có công bố luôn đây. Đây là kết quả của PMI tháng 11 anh em. Thì tháng này nó được là bao nhiêu điểm ta? 49,6 điểm anh em, nó giảm so với tháng 10 tháng 9 chứ là 49,7 điểm, nhưng mà nó vẫn thể hiện sự phục hồi tốt so với những tháng trước đấy anh em. Và vì sao nhân dịp cái chỉ số này mình làm luôn cái định giá anh em, chỉ số này nó khá ý nghĩa nha anh em. Chỉ số này là nó đi khảo sát cái đo lường hoạt động kinh tế của ngành sản xuất của Việt Nam mình, khảo sát 400 công ty với 19 ngành công nghiệp chính để mình tính ra cái chỉ số này đó. Và cái chỉ số này á thì nó gồm các thành tố nào? Nó gồm các thành tố đó là sản lượng, đơn đặt hàng, tồn kho, việc làm và thời gian giao hàng của các ngành sản xuất nha anh em. Đó, khảo sát 400 công ty để điểm tìm ra cái chỉ số này đó anh em. Và cái chỉ số này nó có những trọng số nha anh em. Đây, ví dụ như đơn hàng mới chiếm 30%, sản xuất chiếm 25%, giao hàng thứ nhật cung cấp chiếm 15%, hàng tồn kho chiếm 10% và việc làm chiếm 20% nha anh em. Đó, thì sau thì nó sẽ phản ánh cái tình hình kinh tế Việt Nam đang trong cái giai đoạn nào anh em. Thì nếu mà tỷ số này nó lớn hơn 50 tức là thị trường đang trong cái tình tăng trưởng tốt. Còn nếu nhỏ hơn đó là thị trường đang yếu, và nó đang gọi là nếu mà giai đoạn trước đó là đang kinh tế khó khăn thì giai đoạn này gọi là đang giai đoạn phục hồi, chưa trở về cái mức bình thường trên 50 là tốt nha anh em. Đó, đây thông tin em có thể lên trang là anh em đọc được. Rồi quay lại cái định giá hôm nay của anh em mình thì là số liệu là mình nhập dữ liệu để sao mà anh em, 77 mã trên 78 mã trong quản lý theo dõi của mình cùng đa ngành nghề anh em. Đây mình sẽ bung ra cho anh em. Đây đó, lít anh em nhìn qua bên kéo nè. Tí mình sẽ chèn quất lít này vô cho anh em xem thôi, đơn giản mà. Rồi này cũng vậy, mình bung ra thôi. Ok, rồi đầu tiên mình phải đi nhập dữ liệu. Mình sẽ lấy những dữ liệu gì anh em? Thì đầu tiên anh em phải cho mình đó là kết quả kinh doanh. Mình muốn biết là lợi nhuận sau thuế nó như thế nào. Ok, sau khi mình lấy được kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế và số lượng cổ phiếu hiện tại trên thị trường của mỗi công ty cộng với kết quả kinh doanh của nó là về tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận và PE quý trước của nó, thị trường đã trả nó như thế nào. Cùng với đó mình sẽ đi tìm về vốn chủ sở hữu để mình xem thử cái công ty này nó thực sự tăng trưởng không. Vốn chủ nó mà nó không tăng thì làm sao phải gọi là một doanh nghiệp tăng trưởng được. Đó, anh em sẽ nhập cái dữ liệu này, anh em lên trang SSI anh em lấy dữ liệu thôi. Anh em coi những clip thì đơn giản ở đây cái đường link mình sẽ cho anh em để anh em lấy dữ liệu. Rồi sau khi có dữ liệu thì anh em sẽ đi nhập cho mình cái bảng, đó là bảng giá chốt ngày để mình đi định giá, là chốt ngày 31 tháng 10 tức hôm nay mình làm là 1 tháng 11 đó. Thì anh em làm cho mình lấy giá chốt là ngày 31 tháng 10, thì anh em sẽ lấy đâu? Mình thì mình thường vào Army Broker, mình có cái code mà lọc luôn anh em, Explore là nó ra thôi, mình copy sau mình qua đây mình dán là mình ra được cái giá theo cái wishlist của mình. Ok, lại thêm cái margin nữa là công ty Adelaide lấy, mình lấy ngày mới nhất ngày 18 tháng 10 anh em. Xong, ok, đơn giản. Rồi, sau khi có những số liệu anh em đầy đủ điển hình đây thì mình sẽ đi qua cái bảng công thức của mình, công thức số 1. Đây là mình đã thiết kế nó cách đây nhiều quý rồi, mình vẫn sử dụng nó thôi. Rồi cái diễn giải cái bảng này thì nó có nhiều thành tố. Đây đầu tiên là mã chứng khoán, ngành hoạt động,
mà đây là các hiệu số mình đi kiểm tra. Hệ số này mình không bấm vô xem code được, tại vì cái này công thức mình đã ẩn rồi, mình không muốn công bố. Đây, những công thức này là điều mình tính toán, mình đây là mình công thức mình tự tính không đó. Rồi sau khi nhập những công thức này theo cái công thức định giá của mình theo trường phái tăng trưởng, thì bắt đầu anh em vô lọc cho mình công thức số 1. Thì đầu tiên thì cái điều kiện mình muốn cái công thức này đạt đó là lợi nhuận phải trên 50% mình mới đầu tư, khi thị trường đang định giá nó thấp hơn nội tại của nó 50% mình sẽ đầu tư. Rồi như vậy chỉ cần điều kiện đầu tiên của mình đã chọn chỉ được hai mã, đó là CEO bất động sản và con HUT Húc công ty xây dựng và vật liệu, hai con này đạt anh em. Đến điều kiện thứ hai thì nó vẫn ok. Điều kiện thứ hai là nó như thế nào, tức là giá, điều kiện này mình muốn trên 10%, điều kiện mình giá mình trên 10%, và hạn con này là một công thức dài mình test anh em. Lợi nhuận sau thế, vì sao nó không đạt, vì mình muốn là lợi nhuận sau thế này nó đã dương mà doanh thu nó cũng phải dương đó, anh em hiểu không? Như vậy là CEO không đạt và HUT cũng không đạt, doanh thu tăng mà lợi nhuận giảm, có vấn đề, anh em hiểu không? Lợi nhuận tăng doanh thu giảm thì còn chấp nhận được, doanh thu tăng mà lợi nhuận giảm có vấn đề đó thì mình không có chọn hai con này luôn. Rồi điều kiện thứ tư là mình đã lọa rồi, kèm theo điều kiện thứ năm là PE, thì hai con này PE nó lại tăng, thị trường trả giá nó tăng 26, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phần của nó đang bị giảm mà thị trường đang trả giá PE nó tăng quá phi lý. Khi giá trị mỗi cổ phần đem về lợi tức nó suy giảm và đã làm cho PE trên thị trường đang đẩy lên nha anh em. PE nó tới 34, còn Húc nó PE tới 308-309 luôn em, khi nào mới hoàn vốn được 34 năm. Rồi như vậy là chỉ cần điều kiện số 4 số 5 mình đã lọa, và mình không sử dụng công thức số 1 này để đi định giá, và mình bỏ luôn em, bỏ hai mã này luôn. Rồi mình chuyển sang công thức số 2 của mình, tương tự như công thức số 1, công thức số 2 của mình cũng đã thiết kế sẵn hết rồi, cũng giống như bên kia thôi, mình chỉ link qua thôi, và mình sẽ thực hiện lập. Thì em sẽ lập điều kiện đầu tiên cho mình cũng là định giá nội tại của nó đang là rẻ trên thị trường, tức là thị trường đang để giá rất là thấp so với nội tại, tức là một là bị bán quá thấp, hai là chưa tới cái giá trị nội tại này, thì mình xin được lọc. Như vậy sau khi điều kiện số 1 của mình thực hiện công thức số 2 thì mình tìm được ra là 9 mã nha anh em, trong đó có một số mã đình đám MWG, TCH, KBC, BSR, PBD, VND, FTS, CTD, Húc một lần nữa xuất hiện. Nhưng mà sau khi check một điều kiện tiếp theo của mình, điều kiện số 2 cái này, để lợi nhuận tốt thì mình tiếp tục sổ điều kiện số 2, rớt mất một vài mã rồi, hai mã rồi anh em, chỉ còn 7 mã thôi, 7 mã. Qua điều kiện số 3 là điều đạt. Chuyển sang điều kiện số 4, điều kiện về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, điều kiện này mình rất là quan tâm. Những điều kiện phía sau là còn vì sao là còn khó mình đã đạt ra, thì mình xin được phép đọc tiếp. Thì nó chỉ còn được 3 mã duy nhất nha anh em, BVD, VND, FTS thỏa điều kiện này. Và đồng thời anh em thấy cái gì đặc biệt không, BA, hệ số K của mình và hệ số về vốn chủ sở hữu đều đạt luôn anh em. Tức là sao? Tức là nó đã tăng trưởng doanh thu lợi nhuận đều dương và tăng trưởng lợi nhuận rất là cao luôn anh em. Anh em thấy mấy trăm phần trăm, cả nghìn luôn, doanh thu đều dương hết. Đó là mình rất thích cái điều kiện này. Những công ty mà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mình rất thích. PE nó là tăng trưởng. Vì sao gọi là tăng trưởng? Tăng trưởng này là tăng trưởng dương nha mọi người. Vì PE quý trước nó đang rất là cao và nó có giá trị
là mang tăng trưởng. Chính vì tăng trưởng nên là EBS nó đã có sự tăng trưởng mạnh nha anh em, 40-50%, dẫn đến PE của nó đã được tăng trưởng, tức là nó đã suy giảm hoàn vốn lại anh em, từ 57 về 30 là một nửa luôn đó anh em, 37 về 17, hai lần FTS là 35 về 14 là rất là tốt, kèm vào đó vốn sở hữu của nó cũng tăng lên nữa anh em. Đặc biệt mình rất là yêu thích những công ty như thế này về tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng EPS, tăng trưởng vốn chủ sở hữu nữa, là những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp nó rất là mạnh trong cái thời kỳ này. Sau khi đã chọn được những doanh nghiệp này thì mình sẽ đưa vào cái danh mục PE, tức là danh mục gì mình đi lọc kiểm tra anh em, thì anh em sẽ kiểm tra cái gì thì kiểm tra về lãi suất kỳ vọng cũng như vị trí xu hướng của nó, thì còn BVD, VND, FTS nó sẽ có lãi suất kỳ vọng, mình chép từ cái bảng số 2 này qua anh em, đây là mình sẽ được kết quả như thế này. Còn phần bổ này là tí mình chỉ cho anh em tối ưu danh mục thôi. Rồi thì PE là mình cũng chép qua luôn, và PE này nó cao thì mình cao 25 thì mình kêu xem lại, nhưng mà nó vẫn tốt, nó đang tăng trưởng anh em. Còn hai con này thì PE nó thấp, 17 14 thì nó ok, nó đạt. Rồi mình sẽ đi qua phần phân tích kỹ thuật để mình kiểm tra vị trí của nó như thế nào, thì mình sẽ đi mở mình đi kiểm tra. Thì là ba cái mã này là mình đánh dấu cho em rồi, nó ở vị trí là BVD dưới mày, VND nó cũng dưới mày, và FTS nó cũng dưới mày, mày tức là mày Ichimoku đó anh em. Đó, anh em xem ba mã này. Rồi sau khi mình nhập vô đó, vô vị trí này, giá trị đó thì nó sẽ được cái bảng như thế này. Sau đó mình sẽ chuyển qua cái bảng đó lý tối ưu cho anh em. Thì tối ưu mình sẽ tối ưu ba mã này như thế nào thì mình sẽ chép nó qua bên đây anh em. Đó, sau khi mình chép cái này là mình, sau khi mình tính toán mình nhập một số bất kỳ cho anh em, 40 40 20 40 40 30, là nó đủ 100 danh mục, là tổng là 100 nha anh em. Đây là lãi suất kỳ vọng, thì mình sẽ đi tối ưu là phần data zone. Nếu anh em nào chưa có thì anh em vào file option, option sau anh em chọn add in anh em, và anh em vào go, go sau anh em chọn zone cho mình, để mình đi tối ưu danh mục sử dụng cái thuật toán của Excel anh em mà trận thôi. Đó thì mình sẽ để vị trí này, mình tối ưu là vị trí này là hiệu suất tốt nhất. Sau khi phân bổ lại ba cái mã chứng khoán này thì mình vào zone, bản mình muốn tối ưu là ba vị trí này anh em, thì mình quét xuống thôi. Đó, sau mình điều kiện thứ nhất là tỷ trọng BVD phải trên 20%, anh em muốn thay đổi thì anh em change thôi. Đó, nhập vô ok, mình không muốn thay đổi mình đi im, chuyển sang con VND, mình muốn tỷ trọng nó 30%, tại vì mình thấy lãi suất nó cao hơn thì mình đẩy tỷ trọng nó tối thiểu là 30% cao hơn. Tương tự thì mình đẩy cái con FTS cũng phải trên 20%, và tổng danh mục này là 100% anh em. B8 đó mình để 6 cho anh em xem này, khớp không? B3, B4, B5, B8 đó, mình dừng vài giây cho anh em thêm. Rồi sau khi có nó xong thì mình thực hiện zone, bấm cái nhảy ra 20 60 20, đó là nó tối ưu cho mình. Và cuối cùng cái hiệu suất danh mục đâu đó đạt 52% anh em. Nói sau khi có số này mình chép qua đây anh em, chép qua đây em bỏ vô với hiệu suất này, lợi nhuận cuối cùng thì nhân cho hiệu suất này, từng cái thì nó ra như thế này thôi. Rồi thì cái giá này mình nhập ở đâu ra, tức là giá ở bên này anh em, chốt cái ngày số liệu báo cáo tài chính là 31 tháng 10 anh em, thì con BVD 23.55 thì anh em nhập vào đây 23.55 cho mình. Tương tự con VND 16.3 anh em, đây, và con FTS là 32.4 anh em, ngày 31 tháng 10 thì mình nhập vô đây. Và cuối cùng cái giá bán kỳ vọng anh em, giá bán kỳ vọng đây anh em, tức là cái giá mà anh em có thể chốt lời đó là 34.4 khi con BVD nó đạt cái mức này, con VND là 25.3 và con FTS là 48.2. đó anh em, đây là giá mua và giá bán anh em. Đó, mình highlight cho anh em hai cái mức giá đó. Rồi như vậy là
mình chia sẻ cho anh em ba mã anh em tham khảo và cách mình tối ưu danh mục mà cũng như lựa chọn lấy dữ liệu cho anh em danh mục đa anh em. Rồi anh em có bất cứ thắc mắc nào thì anh em hãy comment dưới video cũng như là để câu hỏi cho mình, và nếu thấy hay anh em cho mình một like share và đăng ký kênh của mình để đón theo dõi những clip tiếp theo của mình về chứng khoán phái sinh, định giá cổ phiếu cũng như phân tích cổ phiếu. Ok ơi, để mình qua đây mình chia sẻ cho anh em thêm cái phần BMI chứ. BMI anh em nghe mình nãy mình nói là 49.6 nó yếu, nhưng mà anh em để ý anh em, nó gồm có 5 thành tố, đó là đơn hàng sản xuất, giao hàng nhà cung cấp, hàng tồn kho và việc làm á. Thì trong cái báo cáo này mình đọc anh em thì mình thấy trọng tâm á, đó là sản lượng nó giảm đó, sản lượng giảm và một số công ty thì nó tan, tức là sản lượng cái ý mà sản xuất này nó không được mở rộng, tức là nó vẫn còn đang yếu, tức là không tốt anh em, là điều kiện không tốt. Nhưng mà đơn hàng anh em, đơn hàng mới anh em, đơn hàng mới á, đó là số lượng đơn hàng mới đã tăng nha anh em, tăng tháng thứ 3 liên tiếp khi có dấu hiệu cải thiện về nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng chỉ là nhẹ, thì suy ra là đơn hàng nó chiếm 30% tỷ trọng của chỉ số này á. Chỉ số về sự phát triển của cái ngành công nghiệp này á, thì cái này là tốt rồi nha anh em. Đơn hàng tốt, sản xuất thì không tốt, nhưng mà đơn hàng mới đầu có dấu hiệu tốt. Và nhà cung cấp, nhà cung cấp thì anh em xem bên này, nhà cung cấp thì là họ cho rằng áp lực lạm phát vẫn còn, sự giảm giá của đồng tiền, rồi tiếp tục tốc độ là nhẹ, có một số đơn, đơn hàng thì như thế nào, hoạt động mua hàng, à hoạt động mua hàng đây anh em, hoạt động mua hàng là tan nha anh em, đó hoạt động mua hàng là tan, tức là cái tỷ trọng này là 15% là đang tan anh em, là được hai cái tan nữa, đơn hàng với mua hàng là tan. Rồi mình đi đọc thêm có hàng tồn kho, tồn kho đã giảm nha anh em, tồn kho đã giảm, tức là họ không sản xuất cái hàng mới, họ ưu tiên là sử dụng cái hàng tồn kho để họ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tức là hàng tồn kho đã giảm, tức là tốt rồi nha anh em, là ba cái tốt rồi đó. Thêm cái việc làm, mình nghĩ việc làm nó sẽ nhiều hơn. Để coi. À, việc làm hầu như không thay đổi nè. Những thành viên nhóm khảo sát cho thấy tâm lý số lượng đơn hàng mới tăng trong khi tâm lý lạc quan. Tức là việc làm thì nó cũng bình thường anh em, không có gì thay đổi. Tức là có gì đặc biệt không ta? Cuối cùng tiếp tục diễn ra. Không có thấy gì hết. Có gì nói về việc làm không? Chưa thấy luôn em. Mình em đọc thêm cái coi có gì đó về nói về việc làm không? Việc làm không biết có tay hay không ta. Chưa thấy anh em. Như vậy là tốt 3 trên 5 hả anh em. À điểm tích cực đây anh em, đầu luôn là việc làm đã ổn định sau thời kỳ giảm việc làm, tức là tốt hơn hồi trước. Hồi trước là mất việc làm, bây giờ việc làm nó đã quay lại, tức là việc làm nó cũng bắt đầu phục hồi. Tức là 5 điều kiện, 5 cái trọng số thì đã 4 trọng số là tốt rồi anh em. Tức là tổng của nó là 30, 15, 10, 20 là
bao nhiêu ta, 75, tốt là 75, trên 6 là 25, thì nó vẫn đang chiếm ưu thế là tốt. Thì hy vọng những quý tiếp theo cái PMI này công bố nó sẽ tốt và nó vượt ngưỡng 50 để cái ngành sản xuất này của Việt Nam mình sẽ phát triển, thì sẽ sinh ra nhiều cái doanh nghiệp, nó tăng trưởng doanh thu lợi nhuận và nhiều cơ hội đầu tư mới nữa cho mình anh em. Đó, lướt qua cái đô la thì anh em thấy đô la nó vẫn đang có xu hướng phân kỳ, hy vọng là nó sẽ xác nhận xu hướng giảm khi nó sực rướng lên mà MACD nó vẫn giảm và trên đến tầng anh em, mình cũng theo dõi đến tầng của nó, thì đến tầng của nó ở đây nó vẫn chưa vượt qua cái ngưỡng đó là ngưỡng 83.9, khi nó mới tới tầm 3.4 anh em, và nó không bám lên bowling lên trên thì nhiều khả năng chỉ cần một nến đỏ nữa thì nó sẽ xác nhận đỉnh luôn thật sự, và sẽ là giảm cái lực bán của nước ngoài thu hồi đô la khi lãi suất đồng đô la khá là cao, 500 mấy, trong khi lãi suất ngân hàng Việt Nam mình cũng đâu đó 500 mấy, mà đồng tiền mình mất giá đâu đó từ đầu năm đến nay đã 4% rồi anh em, thì cái lực bán của nước ngoài là khá bình thường thôi, cũng hiểu thôi. Rồi, nhưng mà anh em cứ chú trọng vào danh mục mình định giá những cái mã tốt, thì nếu có giảm thì nó cũng không giảm nhiều, mình quản trị được rủi ro nha anh em. Rồi, chia sẻ anh em tham khảo 3 mã cho quý 3 2023 và hẹn anh em định giá vào ngày 1 tháng 2, tức là cuối tháng 1 anh em, thì mình sẽ có cái kết quả công bố báo cáo tài chính quý 4, thì ngày 1 tháng 2 anh em sẽ quay lại xem mình định giá quý 4 2023 để tìm ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Rồi, mình xin được chấm dứt video tại đây. Nhớ đăng ký kênh của mình Dòng Tiền Chứng Khoán để đón xem những clip tiếp theo. Bye bye anh em.